con đâu. Con đâu mà để cho em ngồi mình buồn thế? Con ơi! Con đâu? Đâu rồi, hai anh em đang chơi trên nhà mà. Thế này chạy hôm nay lại ngồi với mình nhé. Hả? Nhưng con đâu? Con ơi! Nghe thấy tiếng đâu cả rồi. Chắc em mời lại sang kia chơi rồi đúng không? Hả? Đúng ca? Hừ thật đấy. Ngon đâu rồi? À, thấy ngon này hư nhỉ. Ngon đi chơi rồi hả? Không cho em đi chơi với à? Em ngồi một mình ở hè à? Không? Ừ. Ngon hư thật đấy. Chị nha. Ở nhà với chị mà chơi với chị. Đúng không? Ok. Ở nhà chơi với chị nhá. Kệ anh Mon đi. Anh Mon dạo này hư lắm. Về với em được mấy hôm nữa rồi. Lại đi à? Lại đi tiếp rồi à? Hư lắm. Chị không có nhà là bỏ đi đấy. Anh buồn nhá. Anh buồn đấy nhá ca. Nào đi xuống đây chơi với chị. Ừ.